Đây có đứa nó về Tết rồi. Chưa chưa mai còn thi nhỉ? Còn thi nữa nhỉ? Mai thứ sáu. Thứ sáu thi. Hôm nay lại có mưa. Thì hôm nay thi lý thuyết ngoại. Thi lý thuyết thì nó vắng, trên đầu tiên trong chi trên thì tôi chủ yếu nói về cơ mạch thần kinh, nhưng ở trường vừa nào đó có nhắc lại tí xương và có liên quan đến cơ đó. Thế thì cái vẽ theo thì nhìn chung nó cũng hơi khó, tí là vẽ cơ đè lên đúng không, ở trường vừa đó cứ chụp cái và xem lại. Bây giờ tôi nhắc lại tí về xương trên. Xương chi trên nếu là tính từ trên xuống dưới thì ta có những cái xương như này. Cái xương vắt ngang ở phía trước trên ngực đây là xương đòn ta biết rồi. Đòn nó là xương dài có cái đầu trong khớp với xương ức, gọi là đầu ức, đầu ngoài khớp với cái mỏm cùng của xương vai đấy. Đầu cùng vai ấy chứ. Cái thân xương ở giữa thì cái mặt dưới nó có cái rãnh dưới đòn. Yeah. Xương đòn thì thế thì ở dưới xương đòn ấy, dưới và sau xương đòn thì có cái xương vai. Cái xương vai nó hình tam giác thì chúng ta đang nhìn từ trước tới thì cái mặt trước của xương vai có cái hố gì nhỉ? Hố dưới gì? Cái mặt trước nó lõm. Có cái cơ cùng tên vai. Cơ dưới vai. Cơ dưới vai bám bám hố dưới vai. Thì xương vai nó có ba góc, thì cái góc ngoài của xương vai đấy là một cái lõm không sâu lắm để chứa cái chọn những cái tay nó gọi là ổ chảo, có hỏi chưa? Ổ chảo ở góc ngoài nó có cái ổ chảo, ở trên ổ chảo thì có cái mẫu xương gọi là củ trên và củ dưới ổ chảo, củ trên ổ chảo, củ dưới ổ chảo đấy, có nhiều cái cơ nó bám. Thế ở bên trên xương vai và gần góc ngoài đấy ta có cái mỏm, gọi là mỏm gì? Mỏm quạ. Thế thì lúc nào tiện vẽ mặt sau xương vai, tôi nhắc mặt sau xương vai, có cái gai vai chạy từ phía trong này ra như nó khuất sau xương vai ra ngoài này, ta thấy cái đầu chót của nó vai vai là mỏm cùng vai. Thì cái gai vai nó chia cái mặt sau xương vai thành hai cái hố trên dưới gần, thì hai cái mối có cái tên cùng có cái cơ cùng tên. Thế thì trong cái bộ xương chi trên đấy thì cái xương đòn với xương vai nó gọi là nó tạo thành một cái đai, đai ngực. À, trong cái đai ngực này thì bản thân xương đòn với xương vai khớp nhau ở cái khớp cùng vai đòn đây này, còn phía đầu trong xương đòn này khớp xương ức, chỗ khớp duy nhất giữa cái đai ngực với cái thân. Thế còn chính cái xương vai thì coi nó được cố định chủ yếu bằng cơ, chứ nó không khớp với cuộc sống giống như là cái xương chậu ở dưới, đúng không?
quanh xung quanh phía chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cơ để co, để kéo xung quanh các phía, tức là nếu nó cùng co thì nó giữ vững xung quanh, hả nhỉ? Thế còn cái kết cấu mà nối cái xương vai với thân thì chỉ qua xương đòn vào cái khớp ức đòn ở trong này thôi, hả? Đấy là xương vai, nhắc lại tí thôi nhá. Rồi bây giờ đến xương cánh tay này. Xương cánh tay thì cái đồ gần của xương cánh tay đấy thì chúng ta có một cái chỏ. Đồ gần xương cánh tay có được có cái chỏ không? Cái chỏ này khớp với cái ổ chảo tạo thành cái khớp vai. Cái khớp vai nó là cái khớp, nếu mà phân loại thì nó thuộc khớp chỏ cầu. Khớp chỏ cầu thì khớp chỏ cầu bao giờ có ba cái trục chuyển động, một cái trục ngang như thế này để cho khớp đưa ra trước gấp, đưa ra sau tức là duỗi. Theo cái trục trước sau ấy, cái trục chuyển động thứ hai thì là trục trước sau ấy, thì là cái khớp đưa ra xa nó rất là giãn, đưa vào thân tức là khép, dạng khép nhé, gấp, duỗi, đấy là hai trục nhé. Một cái trục nữa nó thẳng đứng qua khớp vai và quanh cái trục đó ta có cái động tác đưa cánh tay này xoay trong, cái này là xoay gì? Ngoài. Nó bố trí ở quanh vai nó sẽ có những cái cơ để thực hiện ba cặp động tác trên ba trục chuyển động, nhá. Ở khớp vai này. Khớp vai nó thuộc lại khớp chỏ cầu nhé. Tức là mặt khớp hai bên đều có hình cầu, khoảng một bên lõm một bên lồi thì cho phép có động tác xoay. Thế thì bao quanh cái chỏm trên cánh tay thì có cái cổ giải gì? Giải phẫu, phải không? Còn bên ngoài cái cổ giải phẫu ấy, chúng ta có hai cái khối xương. Một khối này là cả khối này nó gọi là củ lớn, còn khối này gọi là củ gì? Củ bé này. Cả khối này gọi là củ lớn. Chẳng hạn như cái điểm này chỉ là đỉnh củ lớn thôi, chứ củ lớn là cả khối. Thì từ hai củ, mỗi củ có một cái màu đi xuống chạy xuống phía thân xương, ví dụ màu củ bé, màu củ lớn. Ở giữa hai màu có một cái dãn củ. Còn nhớ không? Thế còn toàn bộ cái đồ trên xương cánh tay ấy, mà nối với thân ấy, ba cái đường một cái khoanh tròn đây này. Thì đấy là của phẫu thuật. Đấy, của phẫu thuật. Hả? Thế đấy là đồ gần xương cánh tay. Thì củ lớn với củ bé đây là có nhiều cơ bắp. À. Thế còn đồ xa xương cánh tay. Đồ xa xương cánh tay thì nó có hai cái mặt khớp. Ta biết là dưới cẳng tay có hai xương. Thì kiểu đồ xa xương cánh tay có hai mặt khớp. Kiểu lật lật khớp với hai xương cẳng tay. Cái mặt khớp thứ nhất ấy, nó gọi là chỏm con. Chỏ con này là khớp với cái mặt trên của cái chỏ xương quay. Nếu cái chỏ xương quay này, nếu xương quay này vẽ chữ gánh cái xương quay lên tí nhá. Đây có phải chỏ xương quay không? Đây chính là cái mặt trên của gì? Chỏ nó có họng. Cái chỏ con này đặt lên cái họng tạo ra cái khớp cánh tay quay, cái cặp mặt khớp cánh tay quay. Bên cánh tay là chỏ con, một bên kia là mặt trên của chỏ quay, được chưa? Đấy là cặp mặt khớp nhất. Cái mặt khớp thứ hai ở đầu xa trong cánh tay ấy, đó là gì nhỉ? Dòng gì? Dòng dòng. Đây là trạng thái dòng dòng, nó đang khớp rồi, nó bị che mất một phần nhá. Nhưng mà nếu không nó to hơn. Nó là một khối hình trụ, nó hơi thắt lại ở giữa như này. Đúng không? Ví dụ ta nhìn chéo như này thì... Thì cái dòng dọc này sẽ lắp vào một cái khuyết tương ứng của xương trụ để tạo nên cái khớp cánh tay trụ. Đúng không? Nếu một cái đầu gần xương trụ, thế là nếu mà đây là xương trụ bên phải nhé. Đó, các cậu bây giờ tôi nhấc cái xương quay này bỏ ra. Ta nhìn từ bên phải sang. Có hả nhỉ? Thì ta sẽ thấy cái khuyết ở đồ trên, đồ gần xương trụ. À. Thì nó...
đầu gần xương trụ ấy, các cậu nhìn từ bên phải sang này, thì ta thấy một cái khuyết để thích ứng cái dòng dòng này. Khuyết này nó gọi là khuyết dòng gì? Khuyết dòng dòng này nằm giữa hai cái mỏm lớn phía sau gọi là mỏm khuỷu, cái mỏm nhỏ phía trước là mỏm vẹt. Có đúng nhỉ? Đây cả cái này là mỏm khuỷu này, cái này là mỏm vẹt. Thì hai cái mỏm nó vây quanh cái khuyết dòng dòng. Thì cái dòng dọc của xương cánh tay là đầu xa xương cánh tay là khớp lắp vừa vào cái khớp dòng dọc để tạo nên cái khớp cánh tay trúc, tức là giữa cánh tay và cẳng tay có hai khớp cánh tay trúc và cánh tay quay. Vừa nãy là cánh tay quay là cái cặp anh này với anh này, cái này với cái này. Ngoài ra ở vùng khớp khuỷu này thì ở đầu gần xương trụ ta còn có một cái khuyết nữa, khuyết đây này. Khuyết này là khuyết khuyết quay xương gì? Khuyết này nó là một cái lõm, như cái lõm máng ấy. Cái lõm này thì chứa đựng cái vành xung quanh này, cái vành bao quanh này của cái gì xung quanh, cái vành của tròn xung quanh. Tròn xung quanh thì có cái vành thì tham gia cái mặt khuyết cái xương trụ, và khuyết vào cái khuyết khuyết quay của xương trụ. Áp vào đấy để tạo thành cái khớp trục. Như vậy trong cái phạm vi bao khớp khuỷu này nó có ba cặp mặt khớp. Khớp giữa khuyết quay xương trụ với cái vành của trọng xương quay là 1 nhé. Khớp cánh tay quay là 2, khớp cánh tay trụ là gì? Là 3. Thì ba khớp ấy nằm chung trong cái bao khớp, và cái khớp khuỷu thực chất nó là một khớp phức hợp. Hóa nhỉ? Như cái động tác chính của khớp khuỷu ấy, nếu mà cho thì là khớp cánh tay trụ. Cho phép cánh tay gấp rưỡi, đúng là gọi là thuộc khớp bản lề đấy. Nếu ta có nói khớp bản lề của khớp khuỷu ấy chính là ám chỉ khớp cánh tay trụ, các vậy hiểu không? Thì cái chuyển động của cánh tay quay là chuyển động theo, tức là về mặt đó thì nó gọi là khớp phức hợp. Thế bây giờ quay lại với cái đầu gần xương cánh tay thì có hai cái mặt khớp dòng dọc và chỏm gì, chỏm quam, thì hai cái này cộng lại thì gọi chung là lồi gì? Lồi cầu. Đã hiểu được cách như vậy thế chưa? Tức là cái khối dòng dọc của chỗ con cộng lại thì thành lồi gì? Lồi cầu. Hoặc là có thể tả là đầu xa xuống cánh tay có lồi cầu. Lồi cầu gồm hai mặt khớp dòng dọc và chỗ gì? Đúng không? Hiểu ý thế nào không nhỉ? Vì cả cái khối này này gọi là lồi cầu thì giữa hai cái mỏm nằm trên lồi cầu nó mới mang tên là mỏm trên lồi cầu. Chúng ta có hai cái mỏm trên lồi cầu, cái mỏm rõ rệt hơn là mỏm trên lồi cầu gì? Trong. Cái này là mỏm mà trên lồi cầu ngoài. Đấy, sao nó cào kiểu được nhé. Nhá. Tức là hai cái mỏm này đều trên lồi cầu, một cái trong, một cái gì? Ngoài. Rõ chưa? Thế ngoài ra nó còn có cái hố. Rõ cái đầu gần chưa? Thế đồ xa xương cánh tay. Thế còn thân xương cánh tay thì chú nói tầm phần ba giữa phần ba trên đấy thì có cái lồi củ. Lồi củ gì nhỉ? Lồi củ đen ta. Còn ở mặt sau thì có cái rãnh cho mình quay đi đúng không? Vâng. Để đến cái xương quay này. Xương quay nói tìm cái đầu gần của nó chưa? Đầu gần nó có hai đầu gần mà xa gì? Đầu gần nhỏ hơn đầu xa. Công nhận không? Đấy là đặc điểm thứ nhất. Ở cái đầu gần xương quay ấy, nó có cái tròn xương quay. Tròn thì có cái vành tròn thì khớp cái khuyết quay của xương trụ lên. Có nghĩa đâu? Và mặt trên của tròn thì khớp với tròn gì? Quan, được chưa? Đấy là đầu gần. Ở dưới chỗ nối đầu gần với xương nó là gọi là cổ xương gì? Cổ xương quay, nó sẽ hơi thắt lại. Thì ngay chỗ nối giữa cổ xương quay và thân xương ấy, thì có một cái lồi củ, lồi cơ nhị đầu bám. Lồi củ gì đây? Lồi củ đen. Lồi củ quay. Dạ. Yeah. Đấy là đầu gần xung quanh. Còn đầu xa xung quanh thì thế nào? Đầu xa xung quanh thì nhận xét chưa là to hơn đầu gần. Mà giả sử bây giờ các cậu nhấc khối xương bàn tay đi. Bỏ đi. Và ta nhìn chết dưới rồi chứ không nhìn thẳng trước đến nữa. Tức là nhìn nghiêng cái xương đi một tí. À.
À, nếu gách nó lên tí thì có thấy mặt 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 dưới của đầu đầu xa xung quanh không? Đây cái mặt mà nó chạm vào khối xương, cái này là khối xương cổ tay. Đây là bỏ khối xương cổ tay thì nhìn từ dưới đây. Wow. Thì đây là một mặt lõm nhưng nó không phải hình cầu giống như cái ổ chảo này này. Mà nó thì như elip ổ van này. Thì hình trứng đi. Có gì thấy không? Đồng thời ở mặt trong đầu dưới có một cái khuyết để cho cái đây là chọn sinh trùng. Thì cái khuyết này nó gọi là khuyết trụ của xương gì quay, nó ngược với cái trên này là khuyết quay của xương. Thì cái chọn xương trụ ăn vào cái khớp khuyết trụ của xương quay ở mặt trong đầu xa xương quay đấy, tạo nên khớp quay trụ xa, có đúng nhỉ? Đấy, bây giờ tôi mới nói cái khớp này ở con mặt dưới của đầu xa xung quanh thì các cậu biết là một cái mặt khớp trừng của bạn. Bây giờ ta thử xem là cái khối xương cổ tay nó có những cái xương nào. Thì hàng trên khối xương cổ tay nhá, từ ngoài vào ấy có thuyền này, nguyệt này, tháp này. Và trước tháp được có động, từ người tháp động, có đúng nhỉ? Thì cái mặt lồi của thuyền và nguyệt nó hướng lên trên, hai cái mặt lồi cộng lại thành một cái mặt lồi nguyên. Mặt lồi ấy kia là đấy là cái mặt lồi hình oval, thì hướng với cái mặt lõm oval này, đúng không? Thì tạo nên một cái cặp mặt khớp hình oval, đó là khớp quay của đây. Ủa đến đâu rồi? Dạ, và đấy đang ở dưới mặt khoảng 25 là ngõ nào ạ? Kiếp ở dưới kia hết. Dạ, vâng, đấy. Và đến 95 cũng phan thì đến rồi đó. Đấy, bảo đến nhau cùng giờ có phải đỡ mất việc không? Mỗi anh đã có cái ấy mà buổi đầu tiên không biết nhà phải đến sớm. Đi học háo hức như vài buổi trắng này các bạn. Nhớ lại thì buổi 1, 2, buổi đầu trăm sau dã đám sẽ có một số là bỏ cuộc. Đó, gọi điện thì ý ấy gọi tích cực lắm, nhưng mà hút vào thì không phải anh nào chắc. Cái món đi học mà không dai, không bền bỉ là vứt. Thấy chưa? Chẳng về cái đám nó học nhóm trước ấy, bảo về học thêm buổi chủ nhật nữa cho nó xong bài đi, quyết tâm về quê. Giờ thì cái đám đó là chắc chắn khó mà đỗ lắm. Thì từ kinh nghiệm tôi biết là anh nào nó bền bỉ. Đấy nhá, nhắc lại là cái xương thuyền, xương nguyệt đấy. Tạo thì cái mặt bề mặt của mặt trên của hai cái xương đó tạo thành cái bề mặt oval lồi. Cái mặt oval lồi thì giống như cái mặt oval lõm của mặt dưới đầu dưới xung quanh. Hai cái bề mặt oval lồi lõm kết hợp lại tạo thành khớp quay của tay. Mà khớp quay của tay ấy, thì nó chỉ khác với khớp vai ở chỗ là nó kém một chục. Cái một cặp động tác tức là động tác xoay, vì hai cái mặt oval không xoay trên nhau được, hai mặt cầu được xoay các bạn hiểu không? Tức là ở chỗ cổ khớp quay của tay cho phép ta gấp duỗi xoét và dạng có hai chục thôi, tất nhiên xoay được nhưng mà có mấy độ thôi, coi như không có. Đây tất nhiên ta so sánh tương đối, hiểu chưa? Gấp duỗi dạng xoét, hiểu ý này chưa? Thế đấy là thế còn các cái xương bàn tay nó là xương dài, đây có 5 xương, có số từ 1 đến 5. Các xương ngón tay cũng là xương dài đấy, tuy nó là nhỏ nhưng nó là xương dài cả. Thì có 14 xương đốt ngón, đúng không? Những cái xương đốt ngón hay là xương đốt bàn tay đấy thì đều có đầu gần nó to hơn, nó gọi là nền, đầu xa nó nhỏ hơn gọi là trọng. Có đúng không? Thế tôi khái lược lại vấn đề xương của khớp tí, thế được chưa? Thế mà các nội dung chi tiết thì về xem. Thank you.
À, về đi tiếp nhé. Nhớ cái bọn nó học cái đợt trước là xong một tháng rồi. Mỗi đợt thi nó lại xin nghỉ buổi. Có nghĩa là cái xác này thì nó sợ nó học. Thì nó cứ thành thử mình cũng có lúc mình xin nghỉ nữa. Thì nó cứ dè dàng luôn. Rồi bây giờ nếu cái hình này bây giờ tôi vẽ thêm cái vẽ cái này là vẽ cái lồng ngực vào nhá. Đấy, xương ngực đây, lồng ngực đây. Đấy, lồng ngực vào thì cái xương vai có vẻ bị che bớt bớt đi không? Thì ngay sau khi vẽ cái lồng ngực vào ấy thì ta nhận thấy là giữa cái thành bên của lồng ngực cái vùng này này ở phía trong xuống vai ở phía sau và phần trên xuống cái tay ở phía ngoài có phải hình thành một cái hõm không, thêm tí phần gần vào nữa hoàn chỉnh cái thành trước của cái hõm ấy. Đó là vùng nách hay hố nách, có đúng nhỉ? Đây vùng nách này, tất nhiên còn thiếu phần gần tí bổ sung cơ cơ à. Thì trong cái vùng nách này có nắm giữ cái chay và động mạch nách thì sẽ phải khảo sát mấy cái đó, có hả nhỉ? Nhưng trước khi khảo sát động mạch nách phải xem cơ củng ở đây nó thế nào, có hả nhỉ? Vì động mạch sẽ liên quan đến cơ, đúng không? Thế thì cái thành ngực ở đây ấy, thì chúng ta biết là gồm có cái gì vậy? Xương sườn và cái gì các bạn? Cơ gian sườn rồi. Thì bây giờ tôi khảo sát các cơ của vùng nách này mà nó như thế nào? Thì ta thấy thế này, thì ta thấy là thứ nhất là có một cái cơ đi từ cái xương sườn và xương sườn thứ nhất đến mặt dưới xương đoạn, cái cơ đó có tên là cơ dưới đoạn. Đấy, đến cái ranh giới đoạn ở mặt dưới đúng không? Đúng không? Cái cơ giới đoạn. Cơ của cái thành của vùng quanh nách, cơ này nó nằm ở thành ngực trước đấy, để nó gọi là cơ dưới đòn đi từ sụn và xương sườn không ấy nhất mặt dưới xương đòn. Ta để cái cơ này nó thuộc vào nhóm cơ chi trên, tại sao ta lại quy nó là cơ chi trên? Ta biết là nếu cái cơ này khi mà nó tì vào cái đầu bám xuất phát của nó vào xương sườn một đấy thì mà nó co lại có phải nó hạ xương đòn xuống, tức là nó vận do nó vận động xương của chi trên thành biểu quy xếp vào đây xếp nhón vào cơ chi gì cơ chi trên, có hiểu không? Thế bây giờ lại vẽ một cái cơ khác này, một cái cơ này nó bám vào cái đầu trước, nó bám vào 9 đến 10 cái xương sườn trên cùng đây. Đây các cái đầu các bó đây, đây là các bó, đây là các bó của cơ, nó gọi là cơ răng trước, nó có độ 8 đến 10 bó, thì đây là đầu trước của các bó, nó bám vào xương sườn, nó từ đấy thì nó cứ đi vòng quanh cái xương sườn ra đằng sau, dọc ở mặt ngoài cái xương sườn,
nhá. Cho đến khi mà nó gặp cái bờ trong sương vai, tức là bờ này này, thì bám vào cái bờ trong. Đó, rõ chưa? Thì nó, vì các cái đầu trước của nó khi sắp xếp lại ấy, thì nó tạo nên cái đường chính xác như là răng cưa ấy, vì thế nó gọi nó là cưa răng. Vì có hai cưa răng, thì cưa này ở phía trước thì gọi là cưa răng trước. Anh hiểu ý nghĩa đó chưa? Về ta hình dung thế này. Về nữa thì cắt phát cái đồ nằm ngang qua nách này. Phía trong này có thể cắt qua thành cơ cưa xương sườn không? Đó, cái cơ vừa rồi đấy, bột trong cơ bóng. Thế này có thể cắt qua xương cánh tay không? À, chỗ đây là cắt qua gì? Xương vai. Đúng không? Đây, nó thế này. Đây là xương ức này, đây là xương gì? À, xương sườn nhá. Thì trong cái mặt cắt thì đây là xương gì mà phát qua này? Xương vai nhá. Đấy, thì xương cánh tay nó ở đâu? Đấy. Xương cánh tay đâu? Bây giờ nếu tôi vẽ cắt này thì cắt qua mặt ngoài xương sườn thôi. Tôi có thể cắt qua một trong các bó của cơ đằng trước. Đây là điểm bám, điểm xuất phát đây. Nó đi vòng vòng qua đằng sau. Nó bám vào bờ nào xương vai. Bờ trong. Thì cái cơ này khi co thì nó làm gì? Cơ này khi co thì đây là đường giữa này, cuộc sống này. Thì kéo xương vai ra ngoài. Mà đưa cái bộ phận nào cơ thể ra ngoài ấy, thì gọi là dạng. Nó dạng vai. Hiểu thế nào là dạng chưa? Cơ này là cơ răng trước nhá. Đấy chưa? Đấy là tác dụng là dạng vai. Kéo xương vai ra xa được giữa thôi. Đấy, cơ thứ hai này. Thì bám vào mặt ngoài các xương sườn từ 3 đến 5. Đây. Cái đầu này lật lên, nếu quay xuống thì nó chập vào đây. Quay đây chập vào đây. Đi chéo thì có xương sườn 3 đến 5. Đúng không? Đấy là cơ... Nguyên lý là cái xương sườn này bám tận là mỏng quá. Xoay quá cả rồi, vì cứ theo dõi, nắm ra là được. Quá ấy. Thì cái cơ này ta thấy là khi mà nó điểm tì nó vào cái xương sườn này. Khi cứ co ngắn lại thì cái điểm bám xương sườn xem như cố định hơn. Và cái cơ nó co ngắn nó làm cho xương vai kéo xuống. Nhưng mà vì cái điểm bám vào nó gần góc ngoài xương vai thì làm cho xương vai vừa bị kéo xuống vừa bị xoay. Như vậy hạ và xoay đúng không? Như vậy ấy, muốn thấy hiểu được cái động tác ấy, anh phải hiểu nhìn cái hướng đi của sự cơ và cái tương quan của cái cơ đó so với cái xương mà nó mới nhớ lâu được. Tôi ngược bé nhá. Nếu cắt qua thì lại cái nó như này. Đây là ngược gì? Bé này, đây là răng gì? Răng trước này. Đó, ngược bé thì nó phải có ngược gì? Ngược lớn. Đây. Ngược lớn thì nó rộng lắm. Thành kiểu bé ở dưới cái dạng mà... bé các hai cái đầu của nó thôi. Đây. Ngược lớn. Nếu tôi vẽ ngược lớn thì cái phần nó bám vào xương đòn nó sẽ che mất cái cơ dưới đòn. Đây tôi cắt cái ngược lớn này. Phần da đầu ngoài này thì bám vào đây này. Tức là nguyên lý về nếu ta nhìn mình vẽ là tôi phân tích thì nó bám vào vòng ba phần. Phần thứ nhất là bám vào xương gì đây? Xương đòn. Đòn. Nó gọi là phần đòn đấy. Phần đòn thì hướng xương cơ nó đi chéo xuống này. Phần tiếp theo là phần ức sườn. Bám vào gì? Xương ức và những sụn sườn.
kết hợp. Phần thứ ba là phần bụng. Phần bụng này thì nó bám vào cái bao cơ thẳng bụng. Hai bên đường giữa bụng có phải có hai cơ thẳng bụng nổi cuộn muối đấy không? Thì cái vỏ sơ bên ngoài nó gọi là bao cơ thẳng bụng, nó bám vào thẳng bụng. Đúng không? Thì các sợi cơ nếu mà phần bụng thì hướng lên trên, phần đòn thì hướng xuống dưới, còn phần ức sườn thì gần như là ngang. Như vậy hướng chủ đạo của sợi cơ là đi ngang này, và da bám tận ngoài này là vào vào màu phủ lớn. Thì vậy với cái cơ nó đi này thì cứ gọi hình dung là cái động tác chính của nó sẽ là nếu cái tay mà đang dạng này thì nó sẽ khác này. Nếu anh theo vào phần thân có phải khác không? Đúng không? Đồng thời nó lại có thể đưa xoay cánh tay, xoay trong cánh tay. Còn nếu nói chi tiết ra, nếu mà tùy từng bó sợi, nhất là cái bó đòn này này. Phần đòn này hướng sợi cơ lại đi trên dưới, ngoài cái động tác khác, có thể bó phần. Nếu chỉ có cái phần đòn này bó, có thể đưa cánh tay ra trước, gấp. Đúng nhỉ? Thế bây giờ nếu vẽ cơ này vào đây thì nó thế này. Đây, nếu cái xương cánh tay nó cắt qua chỗ này thì đây có phải màu phủ lớn đấy không? Màu phủ bé đấy không? Dẫn nhân phủ đấy không? Thì cái cơ ngực lớn nó đi này. Có lỗi gì vậy? Cắt ngang qua đây mà. Thì nếu đây là hố nách của mình thì cơ này, hai cơ này có thể tạo nên thành nhau của nách trước của nách. Và trong lúc tạo nên trước của nách thì cơ ngực bé đi chéo này, cái động mạch nách đi dọc này, cơ ngực bé sẽ bắt chéo trước động mạch nách tám dưới cánh tay. Đúng nhỉ? Cơ lớn xoay trong nhé và khép là chỉ mà cấu trúc nó với cơ ngực bé cộng với cả cơ dưới đòn lúc này bị che nó rồi tạo nên cái thành nhau này trước. Thế bây giờ đến cái nhóm cơ khác này, bây giờ đến cái thành nách thì có cái thành trong. Nếu phân tích về cấu trúc cơ đằng trước mà tôi nói lúc đầu ấy, có phải đệm mặt ngoài cái xương sườn không? Và đây là mặt bên thành ngực không? Thì nếu hố nách ở đây thì có vẻ tạo nên thành nhau. Thành trong của nách. Có đúng không nhỉ? Thì bây giờ ta xem cái thành phía sau của nách nó là gì. Như thế này thì chủ yếu cái cốt của thành phía sau của nách chính là xương vai và một loạt những cái cơ như này, không nhiều cơ lắm. Nếu ta nhìn này thì có thể thấy đây là bờ nào của xương vai, bờ ngoài xương vai. Thì ta thấy là từ cái phần trên của bờ ngoài xương vai sẽ có một cơ nó đi ra này, cái phần ngoài trên và ngoài của nó bị cốt. Nơi xuất phát đây là phần trên bờ ngoài, mà nơi bám là mặt sau của cái củ lớn. Cơ này gọi là cơ tròn. Tròn gì nhỉ? Bé. Thì cái động tác nó sẽ là xoay ngoài. Thế này nhá, để tay cả tay nó góp vào này thì dễ hình dung. Thế này là xoay trong này. Lại cho nó xoay gì? Thì nó xoay ngoài. Về lại tiếp theo này, đây là phần còn lại của bờ ngoài xương vai, phần dưới bờ ngoài xương vai và từ góc dưới xương vai đây. Đây đây, đây thì bám vào cái nách này, nách mà màu màu củ bé đấy,
Đây là mép trong dẫn ra mép cổ. Thì đây là cơ tròn. Tròn gì? Lớn. Tròn lớn. Thì ta thấy cái điểm bám ra phía trước phát là xoay trong, mà ra phía sau cái là sẽ xoay ngoài. Đằng kia bám vào mặt sau của bé, à củ lớn, tròn bé. Có phân tích có hiểu ý nào? À, bây giờ này chúng ta có nhắc đến vừa nãy là mặt trước xương vai lõm hố dưới vai gì thì từ cái hố dưới vai có một cơ bám xong từ đấy nó đi ra cái bé đi từ mặt trước xương vai đến củ bé rồi đi dưới khớp vai đấy là cơ dưới vai. Tuy nhiên nếu bé cơ dưới vai thì thế nào cái cơ chuẩn bé này sẽ bị che, thế là bờ dưới cơ dưới vai sẽ xấp xỉ cái bờ dưới của chuẩn bé che đó. Thì đây, vẽ này nhá, này. Đây. Đây. Đây là cơ dưới gì? Lúc này cơ tròn bé là khuất hơn rồi. Đây. Chiếu nó lên. Dạ. Đấy, vừa dưới cơ tròn bé với cơ dưới này. Thế bây giờ nếu mà hình dung giữa hai cơ tròn nó có một khe thì lúc này cái vừa dưới cơ dưới vai tạm đại diện cho cơ tròn bé nhé. Thì ta qua khe đây là khe giữa hai cơ tròn nhé. Thì ta biết là băng qua khe giữa hai cơ tròn này và đi từ dưới ổ chảo này xuống này. À, đi qua bắt chéo hai cơ tròn và qua khe giữa hai cơ thì có cái đầu dài của cơ dưới bên phía sau này, cơ tam đầu. Đây. Cái đầu dài của tam đầu nó đi này. Tức là ở trên này thì nó đi sau cơ tròn bé, à trước cơ tròn bé, còn dưới này nó đi sau cơ tròn lớn và băng qua khe giữa hai cơ tròn. Thì lúc vậy thì cái cơ nó sẽ giới hạn lên những cái khoang như thế này. Khoang thứ nhất ấy, đây là nó giới hạn giữa hai bờ dưới cơ tròn bé, bờ trên cơ tròn lớn, xương cánh tay và đầu dài của tam đầu một cái lỗ bốn cạnh tứ giác. Lỗ tứ gì? Đây ta qua bờ dưới cơ dưới vai là cơ tròn bé nhé. Thì hai cạnh của lỗ tứ giác là hai bờ của hai cơ tròn nhé. Một cạnh là xương cánh tay, một cạnh là đầu dài của tam đầu. Xuống thấp hơn như thế này thì đầu dài của tam đầu sẽ kết hợp với xương cánh tay và bờ dưới cơ tròn lớn đây. Thế hạn là một cái lỗ nữa. Lỗ gì? Tam giác. Cánh tay. Tam giác cánh tay tam đầu. Đúng không? Thì những cái này bởi vì nó đều có liên quan cả. Chúng ta phải hiểu tí ti, tức là không phải thuộc là nó mấy cạnh với cạnh đâu. Nhưng mà khi nói đến những cái thần kinh mạch máu nó đi qua đây phải láng máng biết được. Ví dụ người ta nói là thần kinh lách nhánh của đầu dưới cánh tay sẽ đi qua đây. Lỗ thứ ra. Hoặc là động mạch mũ cánh tay sau đi qua đây. Được chưa? Hoặc là lúc nói về động mạch cánh tay sâu ấy và thần kinh quay ấy, người ta bảo hai cái đó đi qua đây. Thần kinh quay và động mạch cánh tay sâu đi qua tam giác. Cánh tay tam giác. Được chưa? Nào bây giờ tôi bê cả mấy cái sang đây cho nó đủ bộ nhé. Này, thì đây là đây, trên bên này tôi không vẽ cơ dưới vai nữa. Thì đây là cơ tròn gì? Bé này, đây là tròn lớn đây. Thì đây là cái gì đây? Đầu đầu dài cơ tam đầu đây. Thì đây là lỗ tứ giác này, đây là tam giác cánh tay. Được chưa? Ở bên này không vẽ cơ dưới vai thì tất cả những cái cơ mà tôi vừa nói ấy, cộng với cái xương vai này thì tạo nên cái thành thế nào của đấy sau của đấy nhé. Như vậy thành sau đây. Đấy, bên này thì có cái cơ đại diện cho cơ dưới gì? Dưới vai đây đại diện cho các cơ và cộng với xương vai thì tạo nên thành nhỏ nét chân. Thành trong là cơ đằng trước nhé. Còn bây giờ thành ngoài của nách là cái gì? Thành ngoài của nách thì ta thấy là phần trên xương cánh tay.
Tuy nhiên nó có một cơ đệm. Cơ đệm, cơ đó đi từ đây, từ mỏng quạ đây này, đến mặt trong xương cánh tay, chỗ nối phần ba trên với phần ba giữa. Cơ này nó gọi tên theo đầu bám thôi. Quả đi từ này, quả bên đây. Chưa? Bỏ anh tay. Các bạn đã đệm một mặt trong xuống cánh tay. Thì cơ này nếu mà nói là nó cùng lớp với cơ... Đây, nếu vẽ vào thiết đồ thì nó ở đây. Các bạn nó nằm ở đâu? Thì xem nó là cơ của thành trục trước được. Thành trước của nách được, mà thành ngoài nách được. Nó ở góc giữa thành trước và thành gì? Thế là quả đây. Được không? Được vẽ thôi. Ổn anh chưa? Được chưa? Thì đây là các cơ của nách nhé. Cái độ mạnh nách tí nó sẽ đi trên nền của các cơ. Thì tôi phân tích các cơ như thế này thì... Cái cơ vừa rồi thì làm gì? Vừa dưới vai, trước đó làm gì các cơ nhỉ? Vừa đây cơ chuột lớn, ta nói cơ chuột lớn, cái động tác nó là khép và xoay trong. Vừa dưới vai cũng là xoay gì? Cho một khác. Đúng không? Thế về đến cái cơ vừa rồi. Cơ quạng lấy tay thì làm gì? Cơ này thì về vùng mà nói đấy. Thì có thể xếp nó là cơ vùng cánh tay trước rồi. Mà xếp vào cơ vùng nách được. Trong vùng nách thì bỏ nó ở thành ngoài cũng đúng. Mà ở thành trước đúng nhé. Thì cơ này có thể đưa cánh tay ra trước. Cơ cánh tay. Đưa sau rồi ngược lại. Được chưa? Phải gấp. Hả? Dưới vai xoay trong. Vì tại sao tôi suy ra xoay trong? Tức là anh báo vào mặt nóng. Mặt trước. Không thể xoay ngoài được. Mặt trước của anh. Đấy là phía dưới gai khác. Dưới gai thì là mặt sau. Được chưa? Thế bây giờ ta chuyển sang thì tiếp sau là mình nách ấy. Đi ở vùng nách này chúng ta sẽ học dùng máy kính tay, cái đó phải chuẩn bị cái nền cơ cho nó nhỉ. Nhớ là cái cơ của cánh tay, cơ cánh tay nó có hai cái nhóm. Thì trước xương cánh tay nó gọi là các cơ trong ăn cơ trước, cơ vùng cánh tay trước. Và sau xương cánh tay có mỗi cơ tam đầu ấy, nó xếp thành một vùng, tức là cơ cánh tay sau. Bây giờ nói ở cơ cánh tay trước thì có những cái cơ nào? Đây. Cơ cánh tay trước đây có hai lớp cơ, có hai cơ và xếp thành hai lớp chồng với nhau. Thì sẽ có một lớp sát xương phải vẽ trước, một lớp đi trước cái gì? Đấy. Thì cơ sát xương ấy thì nó bám từ đây này. Chúng ta ghi nhận cái chỗ bám tận của cơ quạ cánh tay là chỗ nào nhỉ? Nối phần ba trên với phần ba giữa thì cũng bắt đầu từ đấy và trải ra từ đấy suốt xuống mặt trước xuống cánh tay. Đây là có một cơ nó bám sau nó đi đến cái mỏm vẹt xương trụ đấy, đó là cơ cánh tay, cơ sâu của cái cơ cánh tay trước, cơ lớp sâu. À. Đấy. Đây chưa? Báo hết rồi, mặt trước xuống cánh tay. Từ mặt trước xuống cánh tay cũng không đi đến đâu. Một vẹt xương trụ. Một vẹt xương trụ, mặt trước nó có một gờ xương, nó gọi là lồi củ trụ đấy. Đấy, báo đấy. Ta tưởng tượng là nếu mà ta cắt ngang qua cánh tay ở chỗ lối phần ba trên, phần ba giữa, chỗ này thì sẽ cắt qua chỗ nào nhỉ? Sẽ cắt qua đầu trên cơ cánh tay vừa rồi và cắt qua chỗ tận cùng của quạ có đúng nhỉ? Có hình dung không? Nào bây giờ này ở trước cơ cánh tay thì làm động tác gì? Gấp cẳng tay đưa cẳng tay trước, tức là gấp cẳng tay chỉ có gấp ở giữa chứ mà
Bây giờ trước cơ cánh tay thì có một cơ gọi là nhị đầu. Thì cái thằng nhị đầu ấy, tại sao gọi là nhị đầu? Bởi vì anh có hai đầu xuất phát, hai đầu nguyên thủy, đầu dài và đầu ngắn. Thì nó xuất phát từ xương vai, cụ thể như này, ở trên đầu chảo đây này, một cái đầu xuất phát từ phủ trên đầu chảo là đầu dài, một đầu bám vào mỏ quạ, đây là đầu ngắn. Đấy, từ trên này xuống thì đây là đầu dài này, từ mỏ quạ đi xuống thì cho một cái đầu ngắn đi ở ngay trong cái mỏ gì đấy, cái cơ quả cánh tay đấy, hai cái xanh xanh nữa là hai đầu bám, đầu cái gân xanh ở ngoài bám vào củ trên đầu chảo, xong đi qua khớp vai nó từ đây này, nó xuống như này thì hai cái đầu cơ đó liên tiếp với một cái bụng cơ đây. Cái bụng cơ này xuống đến đầu dưới thì lại thu lại thành cái gân. Cái gân này bám vào đây, đối củ xương quay. Đây. Có đúng không? Đấy là cơ gì? Nhị đầu. Như cơ nhị đầu ngoài cái gân chính bám vào đối củ xương quay thì còn có một cái trễ. Nó rời ra để nó đi vào cái mạc của khuỷu, không bám vào xương mà bám vào mạc. Thì nó tách được tầm chỗ này ra để theo dõi sau. Với cơ nhị đầu như thế này thì động tác cơ nhị đầu như thế này thì nó gốc cẳng tay là chính. Nhưng lưu ý là cơ nhị đầu sẽ đi qua hai khớp, nó đi từ xương vai đến xương trụ cơ mà, xương quay mà. Như vậy thì đi qua khớp vai và khớp khuỷu. Thì tại khớp vai nó có thể đưa cánh tay ra trước, giống như cái quả, tức là gấp cái gì, gấp cánh tay và gấp cả gì, cánh tay, rồi gấp cánh tay và gấp. Và bây giờ thế này, nếu mà cẳng tay các cậu đang ở tư thế sấp, bây giờ co cơ nhị đầu để gấp nó lại, thì kèm theo gấp bao giờ ngửa bàn tay lên, thì cái động tác của nó ngoài gấp cẳng tay còn ngửa cẳng tay là một. Thế thử mà xem, để cẳng tay ở tư thế bàn tay sấp như này, gấp cho hàng trước thì kèm theo gấp bao giờ cũng phải đi ngửa, đúng không? Giống như các ngón tay của mình này, để gấp ngón vào thì bao giờ cũng kèm theo gì, khép các ngón lại về ngón giữa, đúng không? Có hiểu ý nào? Thì bây giờ chúng ta lại khảo sát một cái cấu trúc mà vừa ở trên chúng ta khảo sát cái chỗ này là hố gì? Hố nách rồi thì cái chỗ mà đồng hành cánh tay đi qua đây là đi qua vùng trước cánh tay. Thì ta giả sử bây giờ tôi phải cắt một cái đồ qua đây, qua giữa cánh tay đi. Thì ta thấy là cái lõi của mặt cắt sẽ là cái gì đây? Lõi mặt cắt là xương cánh tay. Như này. Xương cánh tay hình lăng trụ tam giác đúng không nhỉ? Mặt cắt nó hình tam giác. Mặt trước trong đây, mặt trước ngoài đây. Cắt này thì quy ước là cái này nhé. Bỏ phần dưới đi mà nhìn từ dưới lên gốc. Nhìn từ dưới lên gốc thì ta quy ước phía này là phía trong, phía này là phía ngoài. Trong ngoài đây là so với đường giữa cơ thể. Cắt này nhé. Phía này là trong này. Phía này là ngoài. Phía sau thì dễ hình dung rồi, đúng không? Đấy. Đây là... Lớp đông đây là cái gì đây? Thì lớp một là... Da này. Trong dưới là mô gì? Mô dưới da. Mô dưới da thì tùy tiếng Anh, béo thì lắm mỡ mà gầy thì ít mỡ. Trong dưới mô dưới da sẽ là cái gì? Mạc. Mạc của cái vùng nào? Nếu mà mạc tắt qua chỗ này thì gọi là mạc khuỷu. Mạc tắt qua đây gọi là mạc cẳng tay. Mạc tắt qua đây gọi là mạc cánh gì? Đây, nếu mà mạc chém qua ngực đây thì gọi là mạc gì? Ngực. Có là gì? Ví dụ cái mạc mà bọc ngực lớn đây ta gọi là mạc ngực này. Được không? Thì mà bây giờ gọi là mặt cánh gì?
Thì đặc điểm là cái mặt cánh tay ấy, nó cho hai cái vách đi vào sâu để dính với xương cánh tay. Đây. Đây thì mặt cánh tay nhá, có một vách tiến vào dính vào bờ nào xương cánh tay, bên trong. Cái vách nữa tiến vào đây dính vào bờ nào. Ngoài. Thì hai cái vách này của mặt nó gọi là vách giang cơ. Ở phía này. Hai cái vách mạc này cộng với xương có thể chia cánh tay thành hai ngăn, đó rồi. Ngăn trước và ngăn sau. Trong mỗi ngăn thì chứa các cơ của ngăn đó. Nó gọi là ngăn cơ hay là ngăn mạc. Đúng không? À, bây giờ chúng ta có hai ngăn này nhé. Bây giờ cái ngăn trước có thể cắt quan. Nếu ở phần quan giữa đây cắt quan mấy cơ? Hai cơ. Nhìn đây. Cơ gì đấy? Cơ cánh tay. Đi đầu. Cánh gì? Đây. Ngăn sau thì chiếu một cơ tam. Tam gì? Tam đầu. Tam đầu có một cái đầu tao vừa vẽ đó là đầu gì? Đầu. Nhưng mà ngăn trước. Ngăn trước sau khi chứa hai cơ cánh tay và nhị đầu thì còn chờ một cái khoang khá rộng. Khoang rộng ở phía trong. Thế rộng bờ nào cơ nhị đầu đây? Đây là bờ trong bây giờ. Dọc bờ trong bây giờ có một khoang Bollinger cũng khá rộng cho này chứa ở bạch cánh tay. Khoang này ta gọi là ống. Cánh gì? Có lâu nhỉ? Thì đây chính là cái cấu trúc để cái gì đi qua? Động mạch. Cánh tay đi qua. Nếu tả ra thì cái ống cánh tay được giới hạn bởi vách giang cơ trong phía sau này. Mạc cánh tay phía trong. Và phía trước ngoài đây là các cơ. Có đúng không? Tuy nhiên nếu mà cắt qua cánh tay thì có cậu thấy thế này. Nếu đây là tôi cắt qua giữa, nếu tôi cắt qua chỗ này thì nó có chuyện gì xảy ra? Cơ củng nó lại khác. Ta hiểu là phía ngoài này còn có một cơ nữa bám vào mặt lôi củ. Lôi củ gì nhỉ? Nên ta bám vào đây. Đây, bám vào chỗ nối phần qua giữa phần qua. Đây là cơ nên ta này. Thì còn có lôi củ đen gì ta. Còn thành thử cắt qua chỗ này thì cắt qua sẽ chỗ bám tận của cơ nên ta. Chỗ bám tận của cơ gì đây? Quạ. Và đầu trên của cơ cánh tay với cơ gì gì? Nhị đầu. Này nhá. Nếu cắt qua phần nối trên đây. À. Cái vẽ này thì là quy ước, thế này là phía trong nữa, vẽ bên phải cả. Cái cơ ngoài này, ở đây là cơ gì đấy? Đen gì? Bên ta, phía trong này có cái cơ như... À, bên ta cho nó bé. Siêu này này. Cơ này là cơ đen gì? Bên ta này, chỗ này là chỗ mới nhú ra của cái cơ gì? Cánh tay. Còn chỗ này là chỗ bám tận của cái cơ gì? Quả. Còn đây mới là cơ gì gì? Nhị đầu. Dạ. Quả nhá. Nhị đầu nhá. Cánh gì? Đây. Đây là đen gì? À, đây là ống. Cánh tay. Sau này là cơ... Tam đầu. Đó chưa? Đấy, về xem là cái... Thì áp lát nhé. Phần chỗ lưới phần trên, phần giữa cánh tay như thế nào. Chưa? Còn nếu các con phần dưới cánh tay có cái điểm khác á. Đấy, buổi sau tôi sẽ nói. Nhưng ta nhớ là có cái cấu trúc của cánh tay đó là ống cánh gì. Và nếu nhìn tổng quát lại thì cần cánh tay trước có hai cơ, nói chung là hai cơ ấy. Nổi trội nhất của nó là gốc cảm gì. À, bây giờ ta xuống cái cẳng tay xem nó có cơ kết như thế nào. Nào, đây là cẳng tay này.
tay ta có bao nhiêu lớp cơ? Lớp sâu. Nếu cả tay cả sau cả trước thì có 20 cơ. Trước có 8, sau có 12. Thì 8 cái của thằng trước ấy xếp thành 3 lớp sâu, nông và trung gian. Được chưa? Tức là 8 cơ của cẳng tay trước thì thầy xếp thì mấy lớp? 4 3 lớp, 3 lớp nông sâu và trung gian. Để xem cụ thể nó như thế nào. Nhìn đây. Vậy thì hình dung cái sơ đồ cắt ra cái xương cẳng tay nó như thế nào đó này. Chưa? Lát ngang xương cẳng tay bỏ phần xa lên nhìn lại gốc gần xem nó ra nào đó nhá. Nhìn đây này. À. Thì đây là của thằng nào? Ngoài. Quanh. Trụ này. Thế gì? Đây này. Thì đây là bờ nào của nó nhỉ? Bờ này này. Thấy nhìn thấy bờ trước. Đây là bờ gì? Bờ sau. Nó trùng nhau thì chỉ nhìn thấy bờ trước. Còn đây là bờ trong hướng về xương trụ thì nhiều gọi là bờ gian gì? Mặt này là mặt gì? Mặt trước. Này là mặt sau. Mặt này là mặt ngoài. Xương trụ thì nó ngược lại thôi. Mặt trước này. Sau đây. Đây là mặt trong. Bờ này là xương trụ, là bờ gian gian cốt. Bờ này là gian cốt của xương quanh. Còn đây là bờ trước xương trụ, đây là bờ sau. Chưa? Tương đối thôi. Chứ không là... À. Bây giờ ta thấy là cẳng tay trước nó có 8 cơ xếp thành 3 lớp nhá. Ta đi từ nông ra, à từ sâu ra này. Đè lên nhau này. Giờ ta có những thằng nào. Thì lớp sâu ấy, tại sao gọi là sâu? Bởi 3 cơ này đều bám có... Bám có đường kia nó sát xương. Thể như thế này. Thì lớp cơ sâu thì có một cơ chỉ có phần tư dưới này thôi. Nó hình vuông. Tức là điểm xuất phát là quy là mặt trước xương trụ. Và điểm tận cùng đây nó đi ngang ra ngoài là mặt trước xương quanh. Đấy là cơ gì? Xương vuông. Đây đến trước xương vuông thì nó có hai cơ nó bám vào xương ở cao hơn cái chỗ bám của xương vuông, và nó đi xuống thì nó đè lên cơ xương vuông nhưng vẫn tính là lớp sâu. Cụ thể như thế này, một cơ bám vào đây là mặt nào xung quanh nhỉ? Này này, mặt trước. Xong nó đi xuống như này thì cái gân nó vào đây rất xa quá cái đó. Mặt trước xung quanh đến đốt sao không? Vừa rồi gọi là gốc. Ngón cái dài. Gốc ngón cái dài. Đây, nếu điện nó thì nó làm ở đây này. Đây là gốc ngón cái gì? Dài đây. Có điện không? Nếu cắt giữa lưng chừng cánh tay không cắt qua sâu vuông thì chưa. Thế bây giờ tôi lại cho bám phát vào đây, tức là ứng cái chỗ này là mặt trước xương trụ và bám vào cả cái màng mối giữa hai xương đây. Thì có một cơ to hơn. Đây cái này nhìn vẽ này, thế là nó lấp kín xương trụ, bám vào trước xương trụ, vào cái màng gian cốt. Đây cái bụng cơ nó thế này. Xuống như này cái gân của nó thì chia thành 4 bó như thế này. Thế này, bó thứ nhất đi đến đây, đến ngón thứ hai, ngón thứ hai, ngón thứ ba, ngón thứ tư,
mắm sâu. Đấy, cho gân đi vào đút xa của các ngón tay từ mấy? 2 đến 5. Ngón tay mình đến chỗ đây 1, 2, 3, 4, 5 thì nó đến từ 2 đến 5. Qua. Gấp cơ ngón tay sâu. Nào về điện nó vào thiết độ này nhé, thì điện vào chỗ nào? Có phải nó bám vào đây không? Một chiếc sinh trụ vào đây là chỗ nào? Bằng gân cốt. Đây. Gấp các ngón gì sâu này, đây là gấp ngón cái này, gấp ngón cái dài này, nhá, cộng với cơ nó có chỉ có phần dưới này là nó sâu buông, đó đâu có phải cơ lớp sâu gì không? Về cơ lớp nông này, lớp trung gian này. Động tác của thằng vừa giờ là gì? Hai thằng vừa giờ là gì? Có một cái mà gấp đút xa các con, từ 2 đến 5. Nhá, như tên gọi thôi. Tất nhiên nếu nó gấp mạnh nữa, nó còn mạnh nữa thì nó gấp cả ngón. Kể cả nó gấp ra đút ngón xuống gần. Nó gấp mạnh nữa, nó gấp cả bàn gì? Bàn. Nhưng mà nó gấp vừa vừa, tiến độ vừa phải đấy, thì nó gấp đút xa các con. Được chưa? Đó chưa?
ta tưởng tượng cái đỏ đỏ là gân gấp con sâu, và trước đó thì cái đỏ đỏ bị gân gấp nó mới che, không thế được. Đây, đây là hai bó này. Bó này là cánh tay trụ này, bó này là bó quay này, cũng nối. À, về vẽ cái gấp con ong ở đây thì có thể vẽ lưng trứng này thì chỉ cắt và thấy cái nguyên lý bó bám vào bó nào thôi, quay thôi. Đây. Gấp các ngón gì đâu, đó là đây là lớp sâu, đây có phải lớp trung gian không? Thấy chưa? Đó. Đây là lớp nông. Mấy cơ lúc đầu 8 cơ cẳng tay trước thì bây giờ mới được có 4 4 cơ còn lại đều nằm ở một lớp nông cả. Bốn cơ còn lại của lớp của cẳng tay trước là lớp nông, thì lại có một điểm chung là bám xuất phát đều từ một trên lưỡi cầu trong và bốn cơ lúc đông ấy thì đều từ một điểm bám chung là trên lưỡi cầu trong thì tỏa về bốn phía giống như là bốn cái nan của cái quạt xảy ra. Thì đây nếu từ đây thì ta thấy cái nan trên cùng đây à. Nan trên cùng thì nó bám tận không xuống đến bàn tay mà chỉ bám vào. Mặt nào xung quanh? Đây, sấp gì? Sấp tròn. Đây, báo nó là xung quanh. Đây, sấp bám tận đây. Đây, mặt này nhá. Sấp gì? Tròn. Thấy chưa? Đây là nằm thứ nhất. Sấp thì nó động tác là gì? Sấp cầm tay thôi. Nhưng mà gọi là sấp nhưng mà với cái hướng đi này thì nó có thể đưa cầm tay lên này đâu. Gấp nữa. Đây nó là sấp nhưng đúng là sấp là chính thật. Nhưng mà có thể gì? Gấp cầm tay. Đó chưa? Thì cuối sau ta có bài thần kinh mà nó phải này. Cái nan thứ hai này này, tôi nói về cái nam giới cái chày trước mà nó lắp ghép nó vào thì nó lẹp phải rồi. Nhìn đây này, tôi nói tí liên quan giữa tụng mảnh nách và nam giới cái chày thì nó nhìn này. Đây là cái cánh tay về mặt cấu tạo. Buổi sau ta sẽ có cái bài về thần kinh chi trên, đừng có lo về nó, thì tôi nói rất nhanh nhá. Cánh tay thì nó do nhấn trước các thần kinh cổ bên cổ tâm 6 7 8 tăng 1 phần đi 1 nó có 5 ngày trước từ cổ 5 đến 1 tham gia vào đâu thần kinh tay. Thì nó có mấy giai đoạn? Giai đoạn 1 ấy là 5 cái ngày trước này. Nếu gọi tên nó gọi là 5 rễ của đám dưới. Rễ ở đây không phải là rễ của thần kinh sống mà rễ của đám gì. Rồi rễ là cái gì khởi nguồn. Thì từ 5 rễ tức là 5 ngày trước này thì đầu tiên hợp thành 3 thân. Theo vị trí của thể trên thân giữa của thân gì. Về vị trí khu vực mà nói thì 5 cái rễ này và 3 cái thân trên dưới rễ này là nằm ở vùng cổ, chưa liên quan gì đến cái nách. Đấy là giai đoạn 1 tạo thì 3 thân nhé, thân trên, thân dưới. Giai đoạn 2 này thì mỗi cái thân trên dưới này tách thành 2 phần, một phần sau và một phần trước. Ví dụ đây là phần sau của thân giữa này, phần sau của thân trên này, phần sau của thân gì? Dưới này. Một cái. Đây là 3 phần sau của 3 thân nhá. Đây là phần trước của thân trên này, phần trước của thân giữa này.
phần trước của thân dưới này, phần sau của thân dưới này. Tóm lại là ba thân chia thành sáu phần, thì sáu phần chia này nó nằm vùng nào sau sinh đoàn cũng chưa vào đấy, chưa liên quan đến năm thứ chưa à, chưa liên quan đến giai đoạn hai này, một thân này chia phần này, giai đoạn ba là từ sáu phần này tổ hợp thành ba cái bó, có nghĩa là ba phần sau của ba thân, ba cái xanh này này hợp thành bó gì, bó sau. Còn lại ba phần trước thôi, thì phần trước của thân trên và thân giữa hợp thành bó ngoài, phần trước của thân dưới trở thành bó gì, trong, không chưa. Đấy. Thế đến giai đoạn cuối này thì trước khi đến giai đoạn cuối thì ba cái bó này rồi ba cái thân này rồi ngay cả các rễ này thì đều tách ra những nhánh biên, ta chưa nói ở đây được chưa, bây giờ chỉ nói những nhánh cuối cùng của năm ba cái bó này, nó gọi là nhánh tận, thì ba bó sẽ cho ra năm nhánh tận như sau. Nhìn đây này, bó sau cho hai nhánh tận nhé, nhìn đây nách và một nhánh tận quay quy và n đấy nhá. Còn bó ngoài này cho một nhánh tận nguyên tức là cơ bì và một nửa nhánh tận, một nửa dưới giữa, một nửa dưới ngoài dưới giữa. Bó trong đây cho một nhánh tận nguyên là trụ và một nửa nhánh tận nữa ở dưới giữa, tức là dễ nào dễ trong, thì hai cái dễ trong và ngoài mới tạo thành dây gì giữa. Tức là ta quay giữa này, quay này, trụ này, cơ bì và nách là năm nhánh tận, trong đó bó sau tất cả hai nhánh tận nguyên, bó ngoài bó trong mỗi bó cho một nhánh tận và một nửa nhánh tận, một nửa dưới giữa đấy. Có thể có năm thần kinh, có là năm nhánh tận đâu. Thế bây giờ chúng ta thấy đây là xương nào nhỉ, xương đoàn rồi. Đây là vùng trên cổ thôi, vùng dính lên nách. Thế bây giờ tôi cho cái đường đi của mạch nó đi thế này. Sau trước thì nó thế này, cái này tức là đi sau động mạch này, sau động mạch này, bó nào đi sau động mạch này, bó sau, cái bó trong này, thì đầu tiên cũng đi sau động mạch đây, cái bó trong chính là do phần nào của nó tạo nên bó trong, phần trước của thân nào? Dưới trở thành luôn cái gì ở đây trong cái quay tạo thành thân ấy, thì ta biết là cái dễ C7 trở thành luôn thân giữa, còn phần trước của thân dưới trở thành luôn bó gì, bó trong. Đấy, về buổi sau tôi sẽ nói, nhưng mà về thì ở nách như này có cái cơ bé, cái động mạch đây nhá bạn, từ đây hất lên là động mạch dưới đòn nhé, còn từ đây đến đây là động mạch gì đấy nhá. Thì bắt chéo trước cái động mạch nách và đám dưới cái tay đây nó có cơ gì đây, cực bé, cái cơ cực bé này bắt chéo trước động mạch nách lẫn đám dưới cái tay, thì chia cái quan hệ, chia cái liên quan đấy giữa động mạch nách và đám dưới cái tay thì mấy đoạn, ba đoạn, tức là từ bờ trên cơ cực bé đến sinh đoàn, tức là đoạn trên cơ cực bé sau cơ cực bé, và từ bờ dưới cơ cực bé xuống là đoạn dưới cơ cực bé. Có phải ba đoạn không? Thì ta thấy ở cái đoạn trên cơ bé đây thì bó ngoài nằm ngoài, bó sau nằm sau, bó trong nằm sau. Đó, tức là chín chấm đấy. Bó trong bó ở đằng sau. Nếu nói gộp lại tức là các bó nằm ngoài và sau. Được chưa? Bó nằm ngoài. Còn ở đoạn sau cơ bé đây thì bó ngoài ở ngoài, rõ ràng này. Có sau, có sau, có trong, có trong.
đấy, bó trong không bị che nữa, bị che từ đây. Yeah. Còn ở cái mức dưới gừ vé là không còn bó nữa mà chỉ có cái nhánh tận. Thì trong năm nhánh tận đấy có ba nhánh đi sát vào dưới vùng kín, ở dưới là mình nhánh. Có ngoài thì ở ngoài, à giữa thì ở ngoài, trụ đi ở trong, quay đi ở trong, quay đi sát phía sau, trụ đi sát phía trong, giữa thì sát phía ngoài, còn cơ bì mới nách rồi đi tạm ra xa khỏi được mặt. Đúng không? Đấy là cái liên hệ giữa, tức là trong có nghĩa là nó dưới tay chỉ có ba dây quay trụ giữa là đi sát được mặt, có những tận khác đi nhau ra xa, ra xa được mặt. Thế còn ở sau gương vé thì các bó nói chung là nó thường đặt tên phản ánh đúng cái vị trí của nó so với động mạch, ví dụ bó trong thì ở trong, tên gọi của nó đấy phản ánh vị trí bó sau là sau, trong là trong, bó ngoài là ngoài. Đó như này chưa? Thì tí ta lắp ghép vào cái liên quan chung của động mạch nách. À bây giờ tôi đi vào tả động mạch nách. Chúng ta biết đây là cơ ngực lớn này. Nếu mà tôi không cắt cơ ngực lớn mà tôi để cái bó dưới của nó, những sợi dưới cùng của nó lên đây này. Nếu tôi duy trì cái sợi thấp nhất của cơ ngực lớn tôi để nguyên này thì nó có thể nó tạo nên cái bờ nào của cơ ngực lớn. Dưới ngực lớn. Cái đồ ngoài kia nền cổ đây là đồ ngoài dưới gì? Rồi. Cái đây hát đi là đồ ngoài nách không? Quay là bắt đầu từ đây, kết thúc ở đây. Từ đây hát xuống thì nó gọi là động mạch cánh tay. Thì bắt đầu tả từng ý một này, cái là nguyên lý rồi. Ta nói thế nào? Đi tiếp theo động mạch dưới đoàn. Bắt đầu từ điểm sau, điểm giữa. Đúng không? Đấy là ý một, ý hai này. Với cái đường đi và tận cùng của động mạch nách như thế nào? Đấy. Đường đi và tận cùng thì động mạch nách nó đi xuống, ta gọi là đi xuống dưới và ra ngoài. Tại sao có bảo nó ra ngoài? Càng xuống dưới nó càng xa thì cỡ hơn. Nhá. Phía đầu trên này nó áp vào cái thành ngực bên này. Áp vào cái cơ răng răng. Nếu xuống dưới, càng xuống dưới càng gần cái cơ ở thành ngoài cho cơ quạ. Nó gọi là đi xuống dưới ngoài chứ không qua đâu. Không, qua nách. Với nôm na cái khoang mà ta tả đây là nách. Đi xuống dưới không? Và nó đi theo một cái đường định hướng và vạch đánh ra đấy. Và vạch từ giữa xương đòn. Đấy này, đến thả đến giữa lết kiểu đấy. Khi mà trạng thái tay ta dạng vuông thì cũng không. Thế tới dưới đâu thì tận cùng. Đi đến bờ dưới cơ ngực lớn. Từ đây trở xuống nó đổi tên cánh tay. Vẫn là cái động mạch đó thôi, nhưng đi vào vùng khác, mang tên khác. Có thể người ta dùng cái mốc là bờ dưới cơ tròn lớn. Có thể là bờ dưới cơ ngực kia lớn. Bờ dưới ngực. Hoặc là bờ dưới cơ tròn lớn. Được chưa? Bờ dưới cơ ngực lớn. Bắt đầu đổi tên thì được bằng cái gì? Đây cái liên quan nó thế nào? Nếu đồng hành nát ở đây. Đây. Thì tới về phía trong nó sẽ liên quan với cơ thành bên mà ta vẽ đầu tiên ấy, cơ răng gì? Về phía trước có phải là liên quan hai cơ ngực không? Nó nói cơ ngực nào bắt chéo nó vẽ tiếp lên này. Hả? Bên trong mấy cơ đằng trước nhá, phía trước bên hai cơ ngực cho nó cơ ngực nào bắt chéo. Nó nói kỹ nữa thì ngay cái đoạn trên nhất của nói là nó đi sau cơ dưới gì? Đoạn. Sau cơ dưới đoạn cơ ngực lớn. Cho nó cơ ngực bé bắt chéo. Một thời nó đi trước cái cơ nào phía sau này.